có lông. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Sáng nay là một cái buổi sáng rất là đẹp trời này. Bây giờ là trời bắt đầu ấm dần lên. Hôm qua thì mình vừa mới đi một cái chặng đường có thể nói là rất là dài bằng xe máy từ bên Sơn La sang Lào Cai, khoảng 260 cây số. Thế thì bây giờ mình đang có mặt tại km 20 Lào Cai, và đây là chợ phiên km 20 nằm tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Ở đây là một cái phiên chợ cũng khá là rộng, khá là lớn, và mình đã từng đi qua cái phiên chợ này rất là nhiều lần rồi. Hôm nay mình mới quyết định là sẽ đi vào chợ để khám phá một chút, bởi vì là hiện tại là cũng là 9 giờ sáng và bà con cũng đang họp chợ rất là đông. Mà khi mình đi hơi muộn ấy, thì đó chợ nó gần tan rồi. Hôm nay thì chúng ta đến sớm hơn, kịp giờ họp chợ thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái chợ phiên này một chút nhé các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo chân mình. Đây là cái con đường đi về Lào Cai này, đây là quốc lộ 70 và còn cách Lào Cai khoảng 20 cây. Thế thì chúng ta bắt đầu vào chợ nhá. Chợ này thì có sự xuất hiện của người dân tộc Mông. Đây là thuộc xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ở đầu chợ thì có bán những cái sản phẩm dược liệu cũng như là một số cái gia vị ở trên Tây Bắc. Đây bà cụ bán những cái thuốc đau xương khớp các thứ, với lại mắc khén hạt dổi. Ở đây là các cô này làm bán bưởi này. Đó. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào chợ để chúng ta cùng khám phá, chúng ta cùng tìm hiểu về cái chợ phiên km 20 này nhá. Hay còn có cái tên gọi ngắn gọn hơn là chợ 20 các bạn ạ. Ở trong này thì bán bánh này. Đấy. Đây là bánh mì. Cô này thì bán bún rối để mang về ăn. Còn cô này thì bán bánh rán này, xúc xích các thứ này. Ở bên này thì là một cái khu rất là rộng bán quần áo các bạn ạ. Đây mình sẽ đi cái đường này để đi một vòng, xong là chúng ta sẽ cùng nhau quay về cái chỗ vừa nãy nhá. Ở đây là có bà cụ để bán những chiếc váy người Mông. Dạ chào bà nhá. Bà bán váy Mông bao tiền một cái đây? Bà bán bao tiền cái váy Mông đây? Thế nâng là 50.000 nè. À thế là 50.000 thôi hả? Bán đá à. Lấy một cái mà một nhà vậy thôi. Dạ vâng. Lấy cá cho con à? Đây cũng có bác bên này cũng bán rất là nhiều váy Mông nhá. À, chào bác nhá. Bác ấy bán cả tam thất các thứ này, rồi là thảo quả này, thuốc đau bụng, đau xương các thứ này. Đây có cả mấy cái mỹ phẩm nữa. Em bé đi bán hàng cùng với mẹ à? Rồi. Dễ thương quá nhỉ. Chợ này khá là rộng các bạn nhé. Mình sẽ tranh thủ mình đi vội, tại vì là còn khoảng 30 phút nữa là bà con bắt đầu dọn hàng rồi đấy. Bây giờ là cũng thấy mọi người dọn hàng dần rồi mà. Những cái chợ phiên nhỏ này thì thường thường là sẽ họp sớm cũng như là tan sớm một tí, chứ nó không giống như cái chợ phiên lớn, để vừa là gọi là giao lưu văn hóa rồi là buôn bán. Sáng ở đây cũng khá là nắng các bạn ạ. Đây bán giày dép rất là nhiều này.
Cũng lâu lắm rồi mình không hay quay chợ theo kiểu là cầm máy quay từ đầu đến cuối như thế này đâu. Thì hôm nay mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi khám phá chợ 20 nhé. Đây là cái khu vực bán thịt lợn cũng như là thịt bò. Nhưng mà thời điểm hiện tại là cũng có khá là ít các thương lái đến đây bán thịt lợn. Mọi người có thể thấy là trống rất là nhiều cái bàn này. Có thể là thời gian gần đây thì bà con người ta đi chợ ít, hoặc là bà con đang bận công việc đồng áng nên là không ra chợ nhiều. Đây các cô này ngoài bán thịt ra là còn bán cả giò nhé. Dạ chào cô ạ. À thế à, có cả thịt ngựa luôn hả? À, đây có cả thịt ngựa. Đây là giò ngựa ạ. À rồi. Đây các cô bán thịt lợn. Đây là những cái hàng bán phở này các bạn này. Mọi người có thể thấy rất là mộc mạc, dễ thương. Ở những cái chòi bán phở này họ làm bằng tre rất là hay. Bây giờ là một số quán là họ dọn hàng rồi, tại vì là chợ nó tan sớm ấy, 9 giờ sáng rồi mà. Bình thường có một số cái phiên chợ như chợ Bản Cầm người ta còn tan từ lúc 8 giờ rồi cơ. Đây là tan lúc 9 giờ. Ở đây bán bún là chủ yếu, họ ít bán phở hơn. Đấy. Đây rất là dễ thương nhé các bạn nhé. Đây hai bạn trẻ này rủ nhau đi ăn bún này. Bên này thì lại chủ yếu là bán bánh cuốn. Ở dưới này bánh cuốn thường thường là được tráng sẵn ở nhà xong mang ra bán, chứ không tráng trực tiếp tại chợ. Một cái hàng gọi là ẩm thực cũng rất là dài ấy. Bác này thì bác ấy bán bánh rán. Bánh rán rất là ngon nhé. Đây là quán bún. Bên này cũng là quán bún. Quán bún cuối cùng. Các bạn nào thích ăn bún không thì đây. Khu này là cái khu vực bán hàng kim khí, như cuốc xẻng, rồi là dao kéo các thứ. Có hàng của chú này, chú còn dọn hàng rồi này. Còn hàng cô này thì vẫn còn đang hoạt động. Ở đây bán cả quần áo thắt lưng, rồi là phụ kiện các kiểu, ô dù các kiểu có hết. Đây. Chủ yếu là người Mông các bạn nhé. Chợ này vào dịp cuối năm ấy thì sẽ rất là đông các bạn. Hôm qua hôm kia thì mình quay ở chợ Tiên Muỗi Nội ở bên Sơn La ấy. Cái chợ đó nó là của người Thái. Nói chung là cũng không rộng bằng chợ này. Chợ này có vẻ rộng hơn, quy mô hơn. À, chợ này là có sự họp mặt của người dân tộc mà Mông, Kinh và người Dao. Đây, ở đây có duy nhất cái quán của cô người Mông này là bán mấy cái hàng thảo dược các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử vào đây xem là cô có những cái loại thảo dược gì để chúng ta mua nhé các bạn nhé. À, có rất nhiều anh chị hay nhờ Vinh mua hộ mấy cái thảo dược ấy. À, chào bác nhá. Cho cháu xem một tí được không? Dạ vâng. Cháu xem là mấy cái của bà ấy thì có ai mua thì cháu mua. Đây là củ gì đấy bà? Hả? Đau dạ dày à? Thì sẽ uống củ này à? À. Sáng nay bà bán được nhiều chưa?
À, đây là cái gì? Đây là thứ yếu tim. Yếu tim thì uống cái này. À, cái này thì là mắc khén hạt dổi rồi nhỉ? Đây là sâm gì ạ? Chữa bệnh tim mà. À, cũng chữa bệnh tim luôn à? À, đây có bà có thuốc chữa dạ dày này. Nên cho xem nào. Đây là chữa được viêm loét dạ dày, hành tá tràng, viêm đại tràng, trực tràng các kiểu luôn. Thế đây, thuốc này là dạng bột. Dạ vâng. Hai gói. Hai gói à? Hai gói đấy, có một cái. À, à, à. Một cái là dạng hạt. À đúng rồi, đúng rồi. Để xem là bạn nào bị đau dạ dày nhá, thì liên hệ cho mình để mình ra chợ này mua cho các bạn nhá. Đây là hoa hồi thì biết rồi. Đây là củ út tàu này. Đây là củ tam thất này. Tam thất này củ loại nhỏ. Đây là tam thất loại tươi này. Đây là kiểu như là điều hòa huyết áp các thứ. Cái này là chữa bệnh gì nhỉ bà nhỉ? Ở chỗ bà ấy. À, thế là không đúng. Cũng giống như ở trên chợ Bắc Hà là họ không bảo là chữa cảm với chữa đau bụng đúng không? Thế cái này là cái gì đấy ạ? Cái này nấu ăn đây. Ăn là ăn béo, quá sức rồi. Đây là con gì ạ? Nấu điều gì to bằng đấy. Nếu con to nó to bằng đấy ạ? Nó to bằng mày. Nó ăn ngon ngoan đấy. Ăn ngon à? Để xem nào. Sao nhìn giống như kiểu là đông trùng hạ thảo ấy nhỉ? Cái này là sâu chít à? Đúng không? Hay là sâu ở trong ống tre? Này à, thế à, thế bà nhập về đó là 280 rồi à? À, đất nhỉ. Và có nhiều loại thuốc phết này. Để cho xem là bạn nào mua thuốc gì cho mua cho bà nhá. Nợ của anh kia nhờ mua thuốc gì nhỉ? Hạ huyết áp các thứ à? Đây thì là thuốc gì ấy bà? Chữa bệnh gan. Cái này chữa bệnh gan à? À. Gan nóng, gan yếu là uống này. Gan vàng. À. Cái này. Cái này là à, đây. Thế bà hay bán ở chợ này với chợ nào? Chợ 36 nữa à? À. Chợ 36 này, chợ Cốc Ly này, chợ chợ này này, chợ 20 này, chợ 36 này, 34 nữa, chợ Cốc Ly nữa. Rồi. À. Tận đâu? Không biết cả. À. Ôi bà chăm chỉ quá. Rồi ok các bạn, à, nói chung là bà con cũng chuẩn bị dọn hàng rồi. Mình thì cũng đi được một vòng cái chợ phiên này rồi. À, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.